Chào các bạn, đây là cây mai mai năm cánh, mai vàng nhà mình này đó. Tuy là năm cánh nhưng ra hoa rất là khủng khiếp đó, các bạn có thấy không, chùm 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 này đó, ra hoa rất là khủng khiếp, rất là thơm, nửa hơn nửa tháng nay rồi vẫn hoa và nụ vẫn còn nhiều đó. Đây quay tổng quát từ xa cho mấy bạn coi hơn. Cây mai này nó rụng hột xuống, nó mọc lên thôi chứ mình cũng không quan trọng. Gốc này, cái gốc của nó này hành chắc cũng 30, tàn cao 3 mét đó, nó hơn nửa tháng nay rồi, gần tháng rồi, vẫn hoa vẫn đều đều như đấy, vàng cả cây luôn. Quay phim thì thấy không rõ nhưng mà nhìn ở ngoài thì đã đây, hoa chùm 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 đó, mấy bạn thấy không, rất là đẹp đó. Đây năm cánh đây, thì mai vàng năm cánh thì ai cũng chơi nó xấu hết, ít có chơi, nhưng mà riêng mình thấy cũng đẹp đó. Thì Tết có cây mai trong nhà thì nó ra không khí Tết đồ. Hôm nay là ngày 25 Tết, đi về tảo mộ cho ông bà đó. Rất là đẹp các bạn ơi. Đó, nụ và hoa mai vàng năm cánh nha các bạn. Cây mai này nguyên cả xóm ai đi qua đi lại cũng đều khen hết đó. Ở quê không khí Tết rất là nhộn nhịp, nhất là những ngày cuối năm đây rất là tất bật, mọi người cùng nhau chuẩn bị Tết rất là nhộn nhịp. Ở thành phố thì hối hả cho những ngày làm việc cuối năm, ai cũng nôn nóng về để đón cái Tết với gia đình. Các bạn thấy bông khủng khiếp chưa?
cả chùm luôn chứ không ít gì đâu. Đó, quá là đẹp. Thì mình chưa có giống mai cúc, ra Tết mình sẽ hoặc là hôm nào sẽ kiếm một cây. Đây, ở đằng đây có một cây cũng nho nhỏ nữa mà cũng ra hoa rồi đây. Đó. Này là tự nó rụng hột nó mọc chứ không có trồng nha mấy bạn. Thì bên đây có một hàng mai tứ quý nữa. Đó. Hàng mai tứ quý này đã hơn mười mấy năm rồi nè. Mai tứ quý thì hiện tại lá thì chưa có thấy nụ ở đâu hết. Đó, mấy cái mai tứ quý này trồng khi lúc mình còn nhỏ, còn vài tuổi rồi. Đây, đây cây mai tứ quý tàn rất là đẹp đây các bạn. Cây mai này trồng lúc cũng còn nhỏ. Cây mai này là mình cắt, mỗi năm mình cắt chỉnh sửa tàn nó một lần nên nó lên như cái tàn cây thông á. Đó. Đó mấy bạn thấy không? Hiện tại nó vẫn có vài cái nụ thôi. Cái gốc mai này hành của nó cũng phải 50 rồi. Rất là lâu, mười mấy năm. Già lắm. Đó. Đó. Nhìn cái tàn cây mai á, thấy không các bạn? Hồi trước thì trồng nhiều lắm. Chỗ này một cây nữa này, chỗ này một cây nữa này. Mà kỳ đó mình làm gì đây, mình chặt hết hai cây rồi. Còn để lại một cây này thôi. Hiện tại này nó rất to đó, các bạn thấy cái tàn của nó không? Rất là khủng khiếp, rất là đẹp. Này mà vô chậu nó nở hết phát hàng. Tuyệt vời luôn. Đó. Bộ xương chi của nó rất là tuyệt vời, đã luôn, dày kín cây luôn. Này, gốc nó đây. Gốc này 50, hành 50 ấy. Đó. Rồi, chị muốn chia sẻ với các bạn vài hình ảnh cây mai Tết của nhà mình vậy thôi. Chúc các bạn năm mới thật nhiều sức khỏe, gia đình hạnh phúc, vạn sự như ý, vạn sự bình an. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.